chào anh em nhá. Hôm nay em Thanh Trinh Hiền Miêu đang có mặt tại Tứ Kỳ, Hải Dương. Đây, thuộc xã Dân Chủ, Tứ Kỳ, Hải Dương. Đang có mặt tại nhà anh Kiên. Anh Kiên thì đang ở nước ngoài. Nó xây được ngôi nhà khá hoàn thiện, đẹp. Ngày hôm nay thì chuẩn bị đi nước ngoài về để anh cũng sắm sửa cho gia đình mình một bộ karaoke. Chiếc cặp loa MR938 tuyển chọn bên em Miêu nhá. Đây không gian của anh, khá lý tưởng. Đi nước ngoài nha, anh cũng sắm sửa được cho gia đình rất nhiều, như xây dựng được một căn nhà kiên cố đẳng cấp. Thì nhờ trung tâm setup, nhờ trung tâm Hiền Miêu, địa chỉ tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, setup một bộ cấu hình cao kiêm thanh cho anh. Thì với không gian chơi dạng sân vườn như này, thì Hiền Miêu tư vấn cho anh lắp một cặp loa MR938 sẽ là cảm xúc đỉnh cao. Nếu nói chơi 938 mà nghe nhạc quan họ thì đúng à, hết bài luôn. Những đồ loa này thì có giá trị. Anh em chơi mãi vẫn sướng. Chất nhạc của nó không thể chê được. Tiếng mic quá hay luôn. Chiếc cặp loa còn là 938 qua số đỉnh cao của anh em nhé. Một chiều đến dọc sông La, anh coi em cô gái lại ngoài trên đồi trời. Anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái lại đòi ngày ngày anh sang thăm em. Nhà nhìn lỡ anh nhớ đi câu đời câu chờ đôi ta thương nhau trên dòng sông in bóng trong đời. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương cô sẵn cô quay một chặt thương anh chờ như đời em. Cứ chiều về cánh có lội bên sông, cứ lái đò xưa hay cho người ta. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân cũng chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nó về bên. Trong bỏ mặt bến đỏ xưa quên công thương công chờ lỡ hẹn người đưa. Nắng chiều về sáo diều gọi chắc lên tiếng hoa gọi em cô gái đỏ tay ơi. Anh nhớ cùng em trên ngôn đê trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Trên cầu
hình 938. Tép karaoke quá đẹp, nghĩa là tiếng mic quá hay rồi. Tiếng tép rất hay nha. Tép cho anh em một đoạn nhạc sống nó cho đặc tốt. Thank you.